Xin chào các bác đã quay trở lại với chương trình của ô tô Chữ Tín trên kênh YouTube. Hôm nay Chữ Tín qua một cái nguồn tin của anh em sale báo có đi xem một chiếc xe Camry. Giá máy à? Đến thì không cho Chữ Tín gọi điện thì bảo là không tiếp thợ các bác ạ. Đấy thì xong rồi khi đến thì vào chung cư bảo cho lên trên tầng xem thì không cho, nhưng mà muốn là để dưới chung cư cho nó tối tối hiểu không? Đây, Chữ Tín đi bằng chiếc xe nhà mình đây. Ở xã đây. Đấy. Đi bằng cái bảo đánh lên trên sảnh xem cho kỹ thì không đánh, bảo tiếp gọi điện thì bảo không bán xe cho thợ, nên mình dùng một cái số điện thoại khác mình gọi thì nghe máy và cho xem xe. Và khi xem thì quả thật với các bác là cũng rất là tế nhị, là mình không quay nhiều, quay đủ để cho các bác nhìn thấy những cái lỗi của cái xe đấy thôi. Hà Nội xe thì ngập nước là tương đối. Mấy trận vừa rồi là nhiều người bán xe đấy. Kính mong các bác hết sức cẩn thận nhé. Các bác muốn xem những cái clip của thú vị của Chữ Tín thì vào đăng ký kênh nhé.